Chào mừng quý thính giả đã trở lại với Tôi Đọc Bạn Nghe. Cảm ơn sự lựa chọn và đồng hành của các bạn. Đừng quên nhấn đăng ký để được nghe nhiều nội dung hấp dẫn, thú vị mỗi buổi tối hàng ngày. Và đừng quên chia sẻ để nhiều người cùng nghe. Cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ theo dõi tiếp phần tiếp theo của câu chuyện Bố con cá gai. Chương thứ tư, Trăng ban ngày. Tất cả đều ổn cho đến ngày hôm qua. Không nhất thiết là tất cả phải đều ổn. Chỉ cần đứa trẻ hồi phục là đủ rồi. Lâu lắm rồi anh mới thật sự cảm nhận được một cách rõ ràng là mình đang sống. Anh đã cảm ơn ngày hôm nay và đón nhận ngày mai đầy hy vọng với một niềm cảm kích ngập tràn. Và anh có cảm giác như mối bất hòa dai dẳng giữa anh với thế gian bỗng chốc được hóa giải. Anh đã tin rằng một ngày không xa, đứa trẻ sẽ có thể tới trường. Không cần phải quay trở lại Seoul. Cứ nghĩ đến một đứa trẻ chuyển đến học ở một trường cấp 1 Yongsun, rồi anh ngồi dưới bóng cây anh đào Yoshino ở một góc sân vận động chờ đứa trẻ tan học, anh lại khẽ cười một mình. Nếu bắt đầu nối lại công việc biên dịch thì anh sẽ không phải lo lắng gì về việc nuôi nấng đứa trẻ cả. Thậm chí anh còn có thể kiếm được nhiều tiền dư giả cho cả hai sống thoải mái. Đột nhiên anh có ý nghĩ, biết đâu anh còn tiếp tục làm thơ được nữa ấy chứ. Anh và đứa trẻ đã trở thành hai cha con hạnh phúc nhất trên thế gian. Những ngày tháng như một cảnh tượng trong cuốn truyện thiếu nhi được mở ra xem dưới ánh nắng ngập tràn của mùa thu. Những ngày tháng không lo âu, không buồn phiền, cũng chẳng tiếc nuối đang đến rất gần. Liệu có phải là tất cả chỉ là nhầm lẫn, là ảo tưởng trong giây lát, là ánh sáng chói lòa cuối cùng của ngọn nến, là lời tự kỷ, ám thị ngạo mạn rằng chỉ cần có hy vọng con người ta sẽ không chết, hay sự an ủi, rẻ rúng hoặc chút thương hại sau cùng mà đứng nắm giữ số phận ném cho anh. Anh đứng tựa lưng vào tường rồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa khép chặt của phòng chăm sóc đặc biệt. Lúc này là sau khi anh đưa đứa trẻ vào phòng cấp cứu rồi chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Trong cái bệnh viện mà anh đã thề rằng sẽ không bao giờ đến nữa, họ đã rời bệnh viện được đúng 36 ngày. Chỉ từng ấy ngày, chỉ mới có vậy thôi. Cho đến tận buổi sáng ngày hôm qua, đứa trẻ vẫn còn đang gặm cụi đẽo gọt mấy miếng gỗ. Đó là bức tượng Chúa Giêsu. Giang hai tay vẫn còn dang dở. Còn tận 6 tập 7 viên ngọc rồng vẫn chưa được đọc xong. Không biết được liệu cuối cùng đứa trẻ có thể hoàn thành bức tượng Chúa Giêsu hay là đọc hết đến tập cuối của bộ truyện này không nữa. Từ buổi tối ngày hôm qua, đứa trẻ bắt đầu có những dấu hiệu bất thường. Điều đó xảy ra thật đột ngột, như một vị khách viếng thăm bất ngờ gõ cửa mà chẳng hề báo trước. Cứ như thể việc chuẩn bị trước tinh thần là thừa thãi, chẳng liên quan, và đứa trẻ cứ thế rơi xuống địa ngục. Mọi ngày đứa trẻ luôn đứng chờ sẵn trước cửa liếp đợi anh xuống núi, nhưng hôm qua lúc anh về nó đã ngủ thiếp đi rồi. Anh đánh thức đứa trẻ dậy rồi cho nó ăn cháo nấm, nhưng khác với bình thường, đứa trẻ không ăn được hết. Nó kêu đau đầu vì ban ngày ngủ nhiều quá. Thế mà vừa ăn xong, đứa trẻ lại chìm ngay vào giấc ngủ. Anh thử sờ trán đứa trẻ thì thấy nóng hầm hập. Hay là nó bị cảm cúm nhỉ? Dù chỉ là cảm xoàng thôi thì cũng đáng lo, vì cảm cúm có thể dẫn đến viêm phổi, rồi viêm phổi có khả năng dẫn đến suy hô hấp. Nhưng dù có thế, anh vẫn tha thiết hy vọng đó chỉ là cảm cúm. Chỉ ít thì cảm cúm cũng không phải là trường hợp xấu nhất. Anh sờ vào dái tai của đứa trẻ bằng bàn tay run lập cập. Không sao làm chủ được, hạch bạch huyết hôm qua vẫn còn bình thường mà nay đã sưng lên. Không, đây không phải là hiện thực, chỉ là anh đang mơ một cơn ác mộng mà thôi. Anh nhẩm đi nhẩm lại như vậy trong lòng, như là niệm thần chú, rồi xoa xoa vào vùng nách và háng của đứa trẻ. Bước ra khỏi phòng, anh ngồi sụp xuống hiên nhà như quỵ ngã. Anh thẫn thờ nhìn vào bóng chạng vạng đang vội vã ùa đến vùng núi non trùng điệp. Đâu đó giữa những hẻm núi vang lại tiếng cú mèo kêu đói mồi, xào xạc, xao xác, âm thanh của những cái cây vội vàng rũ lá để chuẩn bị đón mùa thu, đồng thanh dồn tới. Tái phát thật rồi. Căn bệnh máu trắng tưởng chừng như đã bị lãng quên, nhưng giờ đây, bàn tay ma thuật đầy nghịch lý ấy lại một lần nữa đưa ra tóm lấy đứa trẻ. Không biết bao nhiêu khoảng thời gian đã xuyên thủng bên trong anh, xé rách, dẫm đạp và làm anh sụp đổ.
Anh đứng dậy lảo đảo đi vào trong phòng. Đứa trẻ vẫn đang co ro nằm ngủ, cổ áo nó bị gập vào trong. Anh bỗng thấy giận dữ, sao không kìm được. Điều này đã làm anh bận lòng nên không thể rời mắt. Một điều quá sức vặt vãnh như vậy, anh vừa tặc lưỡi với bản thân, sao lại bận lòng vì một việc nhỏ nhặt như thế. Nhưng vẫn chỉnh lại cổ áo của đứa trẻ thật ngay ngắn. Ta u mà. Anh nghẹn ngào không gọi được nữa nên đành lay vai đứa trẻ. Bố, con không sao đâu, con buồn ngủ nên vậy thôi. Đứa trẻ thoáng nở một nụ cười rồi lại nhắm mắt lại. Nhưng rồi đứa trẻ không mở mắt ra nữa. Anh ôm lấy đứa trẻ dựng nó dậy, nhưng người nó vẫn rũ xuống như một cái chổi đẫm nước. Thân nhiệt đứa trẻ tăng lên nhanh chóng, toàn thân nó run rẩy ớn lạnh. Ôi, anh ngồi cạnh đầu đứa trẻ rồi cũng nhắm mắt lại. Không biết đây có phải là điều anh từng mong mỏi hay không. Anh đã mong sao đứa trẻ có thể trải qua những ngày không đau đớn cho đến khi bệnh tái phát trở lại. Và giây phút cuối cùng hãy đến một cách lặng lẽ. Thật sự thì quãng thời gian vừa qua đúng là những ngày như thế, nhìn xuống lòng suối trong lành vậy. Ly biệt với thế gian khi còn đang ngủ. Đó chính là điều anh từng mong muốn. Nhưng anh xoay người cõng đứa trẻ lên lưng, đá tung cửa phòng rồi lao ra ngoài, chạy xuống con đường dốc, vừa đi vừa hét. Đa U mà, con đừng như thế này, bố không thể để con đi như thế này được. Vẫn chưa đến lúc đâu con. Chúng ta hãy sống thêm nửa năm nữa thôi. À không, 3 tháng thôi. Nếu không thì chỉ cần đợi mùa thu này trôi qua thôi. Đúng rồi, chúng ta hãy sống thêm một chút nữa nhé. Đó không phải là điều khó khăn gì cơ mà. Chúng ta hãy sống thêm một chút nữa đi. Anh thậm chí còn không nhớ nổi làm thế nào mình đã chạy xuống được đến tận làng. Mày không biết là sẽ như thế này à? Mày không biết là sẽ có chuyện thế này xảy ra nên mới chui vào tận cái nơi núi non trùng điệp mà sống có phải không? Đó là con đường đầy hối hận và than trách. Phải đến khi vào làng thì anh mới nhận ra ông cụ đã đi theo anh. Khi đến bệnh viện, đứa trẻ đã rơi vào tình trạng hôn mê. Tuy cả thân thể nó đỏ rực lên như một hòn lửa, nhưng đôi môi của nó vẫn tái xanh đi và co giật từng hồi. Đứa trẻ được đeo mặt nạ thở oxy. Bác sĩ nói phải chuyển ngay sang bệnh viện lớn, nên đứa trẻ đã được đưa lên xe cứu thương, chuyển đến bệnh viện Wonju. Khi đến phòng cấp cứu của bệnh viện Wonju, thì mạch đập của đứa trẻ đã yếu dần, và sau cùng thì điện tâm đồ thể hiện nhịp tim gần như không có đường gấp khúc nữa. CPR, CPR, bác sĩ trực ca hét lên, chứ không chỉ còn là lớn tiếng nữa. Các bác sĩ dần dần kéo đến đặt máy sốc tim lên trên ngực đứa trẻ. Mỗi lần tăng cường độ của máy sốc điện là đứa trẻ lại nhẹ vững như cái lông tơ lại nảy lên. Trên ngực đứa trẻ dấu vết của máy sốc tim để lại hằn vệt đỏ như lửa đốt. Trong 12 tiếng ở phòng cấp cứu, đứa trẻ đã được hô hấp nhân tạo thêm 2 lần nữa rồi chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Đứa trẻ đã hô hấp trở lại một cách khó khăn nhưng vẫn đang trong tình trạng hôn mê, chưa thể yên tâm một chút nào. Người muốn khóc phải được khóc. Đứng trước phòng chăm sóc đặc biệt này, cho dù anh có khóc đến khản cổ cũng không ai nói gì. Nhưng anh không hề rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Mọi cảm xúc trong anh đều trở nên hỗn loạn sôi sục. Nhưng dù có vắt kiệt mớ cảm xúc ấy cũng không cách nào nặn ra nổi một giọt nước mắt. Làm sao đây? Làm sao đây? Số phận của đứa trẻ với cuộc đời, à không, với tư cách một người cha, phải chi anh có thể vung tay đấm vào cánh cửa sắt ở phòng chăm sóc đặc biệt cho đến khi nát nhừ thân xác này. Chú phải ăn chút gì đi chứ, ông cụ nói khi vừa trở lại từ nhà ăn của bệnh viện. Anh đã nhịn đến cả 3 bữa nhưng không hề cảm thấy đói bụng chút nào. Cả cơn đói bụng cũng thật xa xỉ. Mà dù có đói đến mấy, anh cũng không có ý nghĩ sẽ rời khỏi khu vực phòng chăm sóc đặc biệt. Canh bò hầm cũng không đến nỗi nào đâu. Có tôi túc trực ở đây rồi, chú cứ đi ăn đi rồi về. Ông ơi, ông cũng phải về nhà nữa chứ. Tôi thì ngoài việc đi rừng còn việc gì nữa đâu. Hôm nay không đi được thì ngày mai đi. Mà ngày mai không đi được thì cũng chẳng hề gì. Ông cụ đặt tấm phiếu ăn có ghi chữ canh bò hầm lên tay anh rồi đẩy lưng anh đi. Dù anh nói là không có bụng dạ nào mà ăn lúc này, nhưng ông cụ vẫn cương quyết đẩy anh đi bằng được. Chú phải lấy lại tinh thần trước đã chứ. Nếu ngay cả chú cũng như thế này thì còn làm được gì nữa. Dù nhà ăn bệnh viện vắng vẻ nhưng anh vẫn nhất định chọn một chỗ ở trong góc. Anh không thể biết được rốt cuộc là canh bò hầm có vị gì, chỉ cảm giác như mình đang cố nhét những hạt cát vào trong miệng vậy.
đứa trẻ đang đi trên dây thăng bằng, ranh giới nguy kịch, giữa sự sống và cái chết. Còn bố nó thì lại ngồi, nuốt canh bò hầm để sống. Sự thật ấy mới đáng ngạc nhiên gớm ghiếc và thảm đạm làm sao. Dù đã gắng hết sức nhét vào miệng, nhưng cuối cùng anh vẫn phải bỏ lại đến hơn một nửa bát canh bò hầm, ghé vào căng tin, mua thuốc lá và bật lửa rồi đi ra khỏi bệnh viện. Lẽ ra anh phải nhanh chóng đi về phía phòng chăm sóc đặc biệt. Ngoài thời gian thăm bệnh, quy định thì đúng là anh không có cách nào để gặp đứa trẻ. Nhưng biết đâu đứa trẻ tỉnh giấc tìm anh thì sao? Dẫu vậy, anh vẫn phải đi về phía con đường kéo dài, men theo bờ tường của bệnh viện. Anh nhìn thấy một chiếc ghế đá ở cuối con đường. Đối diện là một tòa nhà, tường gạch, sáng đèn với cây thánh giá. Đúng là không có gì khác thường khi có cả nhà thờ trong một bệnh viện cơ đốc giáo như thế này. Anh ngồi xuống băng ghế, nhìn chân chân vào cây thập tự, rồi lấy thuốc lá ra hút. Mỗi khi hít một làn khói vào, anh lại ho lên từng cơn dữ dội. Từ sau khi lên núi, anh chưa hề động tới một điếu thuốc nào. Vì đó là điều đứa trẻ mong muốn. Cứ nhìn bố hút thuốc là con lại thấy buồn. Trước đây người vợ cũng không thích anh hút thuốc. Đương nhiên, cô không lấy cái cảm xúc mang tên buồn vã ra làm lý do. Chỉ là vì cô ngán khói thuốc. Biết đâu thứ mà cô ngán không phải là khói thuốc mà chính là anh. Nhưng từ khi người vợ ra đi cho đến tận bây giờ, anh vẫn không thể biết được điều gì ở anh đã làm cho cô ngán. Anh từng không muốn sống như một kẻ mắc nợ tình yêu. Thời niên thiếu, anh đã sống như một kẻ cô độc lang thang trên con đường xa xăm mờ mịt. Một tâm hồn bị bỏ rơi và một cuộc sống mệt mỏi. Nhưng anh đã sống như thế và không hề muốn dựa vào bất cứ ai. Anh từng muốn được yêu ai đó sâu sắc hơn là yêu nhiều. Anh từng nghĩ rằng ở một nơi nào đó trên thế gian này, nhất định sẽ có một người nào đó dành riêng cho mình. Rồi anh gặp vợ. Người anh đã thề rằng nếu như tình yêu anh nhận được từ cô là 5 phần thì anh sẽ yêu cô đến 10 phần. Và đứa trẻ ra đời. Trong suốt 35 năm cuộc đời, anh đã chỉ yêu có hai con người ấy. Khi người vợ ra đi, anh có cảm giác như mình trở thành ngôi sao đổi ngôi, bị dồn đẩy vào không gian vũ trụ mênh mông. Anh cũng từng oán giận và nguyền rủa sự bất lực của tình yêu. Nhưng đó chưa phải là dấu chấm hết của cuộc sống. Anh vẫn còn có đứa trẻ và tất cả mọi lý do để anh yêu cuộc sống này dồn cả vào nó. Nhưng giờ đây ngay cả tình yêu cuối cùng của anh cũng đang định rời bỏ anh mà đi. Anh hút rất nhiều thuốc lá rồi đột nhiên đứng bật dậy khỏi chỗ, đi từng bước vội vã về phía nhà thờ. Phía bên trong nhà thờ tối tăm và tĩnh lặng, không thấy bóng dáng người nào đang cầu nguyện. Ở phía bên phải thánh đường có treo một cây thánh giá lớn. Đèn treo trên trần hắt ánh sáng xuống cây thập tự. Anh bước vào lối đi giữa những dãy ghế ngồi rồi tiến về phía cây thánh giá. Mỗi khi anh cất bước thì tiếng giày kéo lê trên sàn lại vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng. Anh quỳ gối dưới cây thánh giá. Anh muốn hỏi Chúa Giêsu, người có quyền lực tuyệt đối, đấng sáng tạo ra cuộc sống, Đức Chúa toàn trí toàn năng, mà đứa trẻ luôn tin tưởng một điều. Đột nhiên nước mắt anh trào ra. Anh không có ý đồ như vậy. Ý đồ gì cơ chứ? Anh mở to mắt và nhìn chằm chằm vào cây thánh giá. Nhưng những giọt nước mắt nóng hổi vẫn tự động rơi ướt đẫm má anh. Những giọt nước mắt không hề rơi ngay cả khi anh đứng trước đứa trẻ đang chết dần, giờ đây lại lăn dài không dứt. Thưa Đức Chúa, đúng vậy, tôi không biết Ngài, tôi cũng không biết phải nói với Ngài như thế nào. Nhưng con trai của tôi biết Ngài, đứa trẻ luôn cầu nguyện cảm ơn Ngài trước mỗi bữa ăn, không một lần lơ là, cũng không quên cầu nguyện trước khi đi ngủ. Việc tôi không tin vào Ngài là điều mà đứa trẻ vô cùng lo lắng. Đúng vậy, người nắm giữ tất thảy mọi suy nghĩ của đứa trẻ chính là Ngài. Tôi không cần biết điều đó có đúng không, chỉ là tôi không muốn ngăn cản niềm tin của đứa trẻ, vì đó là điều mà đứa trẻ muốn. Nhưng Ngài thật là độc ác, Ngài là kẻ phán quyết tàn nhẫn. Đứa trẻ này là tất cả những gì còn lại với tôi, và chẳng lẽ mong muốn của tôi là quá tham lam? Ngài biết đấy, đó là đứa trẻ từ trước đến giờ chỉ sống trong nỗi đau đớn, bệnh tật. Đứa trẻ đáng thương, sống trong nỗi buồn nhiều hơn là niềm vui, nước mắt nhiều hơn là tiếng cười, và vẫn tội nghiệp chống chọi đến tận bây giờ. Nó không được hưởng những điều tưởng chừng như là đương nhiên với những đứa trẻ khác. Người mẹ đã bỏ nó mà đi. Người cha thì không gì vô dụng hơn, còn Ngài thì luôn ngoảnh mặt với nó. Với đứa trẻ đã luôn tin tưởng,
và dựa vào ngài. Thật quá đáng, thật bất công. Giờ đây, tôi mong là niềm tin của đứa trẻ đã đúng. Tôi mong sao ngài hãy trở thành một đức chúa công bằng. Mong rằng ngài là một người có quyền lực tối cao chân chính. Tôi muốn tin rằng ngài có thể cứu sống đứa trẻ bằng sức mạnh của quyền lực tuyệt đối ấy. Xin ngài hãy cứu sống đứa trẻ. Tôi không biết ngài, và biết đâu sau này cũng như thế. Nhưng tôi muốn nói với ngài rằng, bằng niềm tin của đứa con trai và lời cầu xin của một người cha, xin ngài hãy cứu sống đứa trẻ. Nếu như ngài muốn kẻ không theo người phải trả giá, thì tốt hơn hãy lấy mạng sống của tôi đi. Tôi sẵn lòng chịu thay cho đứa trẻ. Tôi là kẻ không còn niềm hy vọng nào khác ngoài đứa trẻ này. Nhưng nó thì khác. Ngài không biết nó có nhiều ước mơ đến như thế nào đâu. Và nó yêu cuộc sống này. Nó thông minh lanh lợi và có một tâm hồn vô cùng trong sáng. Hãy cho tôi được chịu trừng phạt thay đứa trẻ và xin ngài hãy cứu sống nó. Tôi cầu xin ngài, cầu xin. Người giám hộ của bé Jeong Da-un xin mời đến gặp trưởng khoa Kang Dae-hu tại phòng số 207. Giọng nói phát ra từ loa treo trên tường phòng chờ dành cho người giám hộ. Đó là buổi sáng, hai ngày sau khi đứa trẻ được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Như thể xỏ chân vào một đôi giày quá to, đi lòng vòng trong vũng bùn. Thời gian cứ trôi qua chậm chạp đến mức chán ngán. Đứa trẻ vẫn luôn hôn mê và bị cách ly. Ý thức của nó vẫn như đang ngủ vùi trong một mê cung sâu thẳm. Còn cơ thể thì đang duy trì sự sống mong manh, như sợi chỉ, nhờ vô số các thiết bị y tế. Thông qua đường tĩnh mạch, thuốc kháng sinh liên tục được truyền vào bên trong cơ thể của đứa trẻ. Và ở trên ngực có một sợi dây được nối dài để đo điện tâm đồ. Ở nửa thân dưới đang trần truồng của đứa trẻ có ống thông niệu quản để lấy nước tiểu ra. Và trong mũi có hai sợi dây ghim sâu để giúp cung cấp oxy. Không thể ở bên cạnh đứa trẻ, anh chỉ có thể chờ đợi. Hai lần gặp mặt mỗi ngày, 30 phút gặp mặt. Anh nắm chặt lấy tay của đứa trẻ, vuốt ve đầu nó, gọi tên nó. Và chỉ cầu mong sao có kỳ tích xảy ra. Trên đường đi đến phòng 207, bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang trong đầu anh, nhưng phần lớn đều là những suy nghĩ thật nông cạn. Và điều đó làm tự bản thân anh cũng giận dữ đến run người. Vẫn cần theo dõi thêm, chúng tôi chưa thể nói gì cụ thể được. Mỗi lần anh đứng ở cửa phòng chờ trưởng khoa Kang đi thăm bệnh về để hỏi tình trạng của đứa trẻ, câu trả lời của ông ta cũng đều như vậy. Quả là thái độ vô tâm. Có lẽ nào ông ta lại trở nên quá vô tâm với tâm tư của người thân, muốn nghe thêm dù chỉ là một chút thông tin về tình trạng của người bệnh. Tại sao anh lại không có ý nghĩ sẽ trở thành bác sĩ từ sớm hơn nhỉ? Nếu vậy thì anh đã có thể biết được bệnh của đứa trẻ ngay ở giai đoạn đầu và không để cho bệnh tình diễn tiến đến tận bây giờ. Anh cứ quanh quẩn khôn nguôi trong nỗi ân hận vô ích. Khi anh bước vào phòng số 207 thì trưởng khoa Kang liền mời anh ngồi xuống, rồi cùng ngồi xuống phía đối diện và nói: bệnh nhân đã tỉnh rồi. Ôi, anh ngước nhìn lên trần nhà, rồi ngay lập tức nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi thật dài và đưa tay ôm lấy đầu. Thật là một đứa con trai đáng khâm phục. Đứa con trai mà anh đã biết ơn vì đã không để người cha này lại ở trên thế gian một mình. Thật là may mắn, từ đêm qua chúng tôi đã thấy cháu bé bắt đầu phản ứng với thuốc kháng sinh. Các triệu chứng viêm phổi cũng đã giảm nhiều rồi. Cảm ơn bác sĩ, xin cảm ơn. Nhưng giai đoạn này vẫn chưa thể an tâm được. Chắc là anh cũng biết quá trình điều trị tiếp theo sẽ còn vất vả hơn. Tình trạng hiện tại rõ ràng là chưa thể lạc quan. Theo lời của trưởng khoa Kang thì hầu hết các bộ phận trong cơ thể đứa trẻ đều đang bị tổn thương. Ý thức đã quay trở lại, nhưng nó hoàn toàn không nói được. Mất thị lực cả hai mắt. Còn tế bào ung thư thì đã di căn đến tận hệ thần kinh trung ương. Tế bào ung thư đã di căn là việc anh đã biết từ trước. Nếu không phải thế thì không có lý do gì tình trạng của đứa trẻ lại suy sụp một cách đột ngột như vậy. Nhưng anh không thể chấp nhận được việc một đứa trẻ không nói được và cũng không nhìn được. Cháu bé đã bị xuất huyết võng mạc. Đây là một trường hợp đặc biệt, nhưng có thể giải thích được là triệu chứng đến từ tác dụng phụ muộn của thuốc kháng ung thư. Nếu như tình trạng tiếp tục ổn định và được truyền tiểu cầu thì có thể hy vọng vào một vài tiến triển. Nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân khiến cháu bị mất đi khả năng ngôn ngữ. Trước tiên thì chúng tôi đang nghi ngờ việc suy hô hấp đã gây tổn thương từ vùng khả năng ngôn ngữ của não bộ. Theo kết quả chụp CT thì không có dấu hiệu nào bất thường.
nhưng chúng tôi sẽ phải tiến hành kiểm tra chi tiết hơn. Nếu kết quả kiểm tra vẫn không có gì bất thường, thì có khả năng lớn là xuất phát từ yếu tố tâm lý. Bác sĩ nói yếu tố tâm lý là sao? Hiện tượng này xảy ra khi bệnh nhân gặp phải một nỗi đau đớn quá lớn, cơ thể sẽ tự phản kháng với nỗi đau đớn. Và cơ thể sẽ tự phản kháng với nỗi đau đớn ấy, dù có ý thức hay không, ví dụ như từ chối sử dụng ngôn ngữ. Đôi khi có thể là chứng tự kỷ tạm thời xuất hiện ở các bệnh nhân nhỏ tuổi. Đứa trẻ đã đau đớn, khổ sở đến mức không nói được nữa sao? Anh thật lòng muốn khóc than vì đau đớn. Nếu vì chứng tự kỷ thì anh không phải lo lắng nhiều. Khi ổn định lại tâm lý thì dần dần sẽ giải quyết được thôi. Vấn đề là bệnh máu trắng kia. Trưởng khoa ca nhìn anh chăm chú rồi nói tiếp. Chỉ số bạch huyết cầu ác tính tương đối cao. Nếu đây đã là tái phát đến lần thứ hai rồi thì thật. Tôi không hiểu nổi làm sao anh có thể bỏ mặc bệnh nhân đến mức này cơ chứ. Cách đây chưa quá 3 ngày, tình trạng của đứa trẻ còn rất tốt đến mức anh không dám tưởng tượng. Nhưng anh chỉ im lặng. Anh có tư cách gì để mà biện minh cho mình? Anh chỉ là người cha, đáng tội mà thôi. Cháu bé chưa thể dùng thuốc kháng ung thư ngay được. Cơ thể cháu lúc này không thể chống đỡ với thuốc kháng ung thư. Dù có điều trị trở lại thì cũng phải theo liệu trình của bệnh viện từ ban đầu. Và dù nói thế nào, thì đó cũng là bệnh viện có chuyên môn cao trong điều trị bệnh ung thư máu ở trẻ em. Tôi khuyên anh nên nhanh chóng chuyển viện cho cháu bé, sớm ngày nào hay ngày ấy. Trở về bệnh viện cũ thì cũng hơn gì. Từ sau khi biết việc cấy ghép tủy không có khả năng thực hiện, thì anh đã không có ý nghĩ quay lại để điều trị nữa. Đứa trẻ rõ ràng cũng không muốn như vậy. Anh nhìn Năm Năm ra ngoài cửa sổ hồi lâu mới mở lời. Ngoài bệnh máu trắng ra, thì sẽ mất bao lâu để các hoạt động khác quay trở lại bình thường ạ? Tôi không thể đưa ra câu trả lời chính xác về chức năng thị lực và ngôn ngữ. Còn về vấn đề suy hô hấp, nếu nhìn vào phản ứng hiện tại thì chắc mất khoảng 3-4 ngày. Tất nhiên cũng có thể hơn. Hãy ra viện rồi quay trở lại Sagacon thôi. Đó không phải là cách tối ưu, nhưng cũng không có cách nào khác cả. Anh không thể lại một lần nữa giao phó đứa trẻ cho họ với liệu trình điều trị. Dùng thuốc kháng ung thư chỉ toàn là đau đớn như thế được. Tôi muốn gặp cháu. Tôi không thể chờ đến giờ thăm bệnh được, nhờ bác sĩ giúp tôi. Đứa trẻ đang ngủ, trên người vẫn ghim đủ loại thiết bị y tế. Không biết có phải là nó lại rơi vào hôn mê hay không? Đột nhiên tim anh nặng trĩu. Nhưng câu chúc mừng của cô y tá đang thay dịch truyền đã chứng minh sự hồi sinh của đứa trẻ. Anh ngồi vào ghế phụ bên cạnh nhìn ngắm nó. Mới chỉ 3 ngày thôi, nhưng cũng đủ để dáng vẻ trước đây của đứa trẻ biến mất không một vết tích. Khuôn mặt nó giờ trắng bệch không chút sức sống. Vì căn bệnh máu trắng vốn dĩ sẽ làm cho người ta thành ra như thế. Khuôn mặt có chút da thịt trong thời gian ở trên núi của đứa trẻ giờ đây đã gầy rộc xanh xao, đến mức lộ cả xương gò má và hai bên mắt thì trũng sâu, thâm quầng, đôi môi he hé, nứt nẻ, trắng bệch. Đã quay trở lại rồi, như lúc đầu. Anh nén suy nghĩ trong lòng lại. Dường như anh trở về tâm trạng khi từ bỏ tất cả và rời Seoul. Ngọn lửa hy vọng bùng cháy hết mình khi ở Sagaron giờ đã lụi tàn mất. Nỗi tuyệt vọng lại một lần nữa bao trùm lấy anh. Sau khi nhờ trưởng khoa Kang, anh đã được vào thăm đứa trẻ nhiều hơn. Lần này không bị hôn mê, chỉ là nó chìm vào giấc ngủ. Nhưng anh thì khổ sở với khao khát mãnh liệt, muốn lay đứa trẻ thức dậy. Bố ơi, con muốn về nhà. Bố hãy đưa con ra khỏi đây đi. Tiếng đứa trẻ năn nỉ vang lên trong trái tim anh. Anh có cảm giác như thể đứa trẻ đang liên tiếp gửi tín hiệu cho anh từ phía bên kia ý thức. Đúng vậy, chỉ cần ra khỏi bệnh viện thôi thì đứa trẻ có thể ngay bây giờ sẽ tìm lại được dáng vẻ của 3 ngày trước đây. Đau mà. Anh chỉ có thể gọi khẽ tên của đứa trẻ. Nhưng thật biết ơn vì đứa trẻ đã mở mắt ra nhìn anh lấp lánh. Nhưng nó lại nhanh chóng nhắm mắt ngay. Cứ như thể việc nó nghe thấy giọng nói của bố chỉ là trong cơn mơ, chứ không phải là sự thật. Anh thấy nghẹn nghẹn ở nơi cuống họng, rồi lại tiếp tục gọi đứa trẻ. Bố đây, Đau mà. Đứa trẻ lại mở mắt ra và quay đầu lại về phía anh. Nó ráo rác tìm anh. Con ngươi nó đỏ ngầu vì những mạch máu vỡ. Bố ơi, chỉ cần nó gọi thế thôi cũng tốt biết bao. Chỉ cần thế thôi thì những nỗi đau và xót xa chồng chất trong tim anh sẽ tạm lắng xuống. Nhưng đứa trẻ chỉ mấp máy đôi môi khô nhợt nhạt. Đúng theo lời của trưởng khoa Min, đứa trẻ đang mất đi chức năng, thị lực và ngôn ngữ. Đứa trẻ đưa bàn tay ra không trung.
Anh đã nghĩ phải nắm ngay lấy, nhưng rồi lại chần chừ, vì sợ rằng giây phút nắm lấy bàn tay của đứa trẻ, anh sẽ bật khóc mất. Mãi sau mới nắm lấy tay nó rồi hỏi, con mệt lắm phải không? Nước mắt ròng ròng chảy ra từ đôi mắt của đứa trẻ. Vai nó rung lên, nó bắt đầu rưng rức khóc trong im lặng. Anh lau sạch nước mắt cho đứa trẻ rồi lắp bắp, bố xin lỗi con. Anh đã định nói xin lỗi vì đã làm cho con thành ra thế này, nhưng anh vội vàng quay đầu ra ngoài cửa sổ, vì anh không muốn đứa trẻ biết rằng anh đang khóc. Dù đứa trẻ không thể nhìn thấy, cũng không thể nói được, nhưng đó vẫn là nỗi lòng của người cha. Trên bầu trời cao và xanh, những đám mây bồng bềnh trôi, đất trời vẫn đang là những ngày mùa thu yên bình, rực rỡ. Nhưng thế thì sao cơ chứ? Dù thế gian có yên bình rực rỡ đến đâu, cũng có nghĩa lý gì? Chỉ là bầu trời của kẻ khác và những ngày mùa thu của kẻ khác. Anh cố gắng nói bằng âm sắc tươi vui để xốc lại cảm xúc của mình. Bác sĩ nói là những khó khăn đã qua hết rồi, Đa Ung sẽ chiến đấu và chiến thắng bệnh tật. Ngay từ đầu bố đã biết thế rồi mà. Mắt con sẽ khỏi ngay thôi, rồi chỉ mấy ngày nữa con sẽ nói được bình thường. Tốt nhất là con nên thử nghĩ xem, nếu nói lại được thì câu đầu tiên con nói với bố là gì đi nhé. Đứa trẻ khẽ gật đầu, trong khi vẫn mở to đôi mắt bị sung huyết đỏ ngầu. Vì không nhìn thấy được nên chắc con sẽ khó chịu, nhưng hãy cố chịu một chút thôi nhé, và con nhắm mắt lại thì tốt hơn. Nếu cứ cố nhìn thì mắt con sẽ lâu nhìn thấy được đấy. Đứa trẻ nhắm chặt mắt lại, đúng là một đứa trẻ ngoan. Khi phải trải qua giây phút đau đớn đến cực độ thì dù nó có hét lên hay giận dữ, anh đều sẽ đón nhận hết. Nhưng đứa trẻ vẫn luôn ngoan như thế. Anh luồn bàn tay vào tóc của đứa trẻ rồi khẽ lắc lắc đầu nó. Bố đã đến nhà thờ rồi đấy, bố còn cầu nguyện trước Chúa Giêsu nữa cơ. Thế nào, một tin hay ho đúng không con? Trên đôi môi của đứa trẻ khẽ nở một nụ cười yếu ớt và nó gật đầu. Một giọt nước mắt chảy xuống từ giữa đôi mắt đang nhắm chặt của đứa trẻ. Bố đã quyết tâm là sau này sẽ đi nhà thờ rồi. Lời thề sẽ không bao giờ đứng trước cây thánh giá của anh giờ đây tan biến khi đứng trước đứa trẻ. Niềm tin vào sự tồn tại của Chúa Giêsu cũng không có lý nào lại xuất hiện chỉ trong một buổi sáng. Nhưng vì đó là điều mà đứa trẻ mong muốn nên anh đã nghĩ rằng anh có thể đi nhà thờ không quên một ngày nào. Con phải sớm khỏe lại đấy, phải thế thì mới nắm tay bố để cùng đi nhà thờ được chứ. Muốn khỏe mạnh lại thì điều quan trọng trước tiên chính là suy nghĩ của Đa Ung. Con hiểu ý bố nói chứ? Và đổi lại, việc bố quyết định đi nhà thờ thì từ giờ con không được làm bố hoảng sợ như lần này nữa nhé. Bố sẽ giận đấy. Đương nhiên là khi giận thì bố sẽ suy nghĩ lại việc đi nhà thờ. Con có hứa với bố không? Đứa trẻ khó nhọc chìa ngón tay út ra. Anh ngoắc tay với nó rồi tự nhủ trong lòng. Sau khi tái phát thì chuyện sau này mới là vấn đề. Nhưng hãy đừng tuyệt vọng, vì chúng ta không thể lãng phí chút thời gian ít ỏi còn lại để mà tuyệt vọng. Lúc đứa trẻ còn mê man bất tỉnh, trong đầu anh chỉ nghĩ đến khả năng hồi phục của nó. Nhưng ngay khi vừa ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, anh lại phải chống chọi với một nỗi lo lắng mới. Lại là vấn đề tiền bạc, lại là tiền. Số tiền mà anh chuẩn bị khi rời khỏi Seoul hầu như vẫn còn nguyên, vì họ đã sống ở núi non trùng điệp, không có việc gì dùng đến cả. Nhưng số tiền viện phí anh phải chi trả khi ở phòng cấp cứu rồi đến phòng chăm sóc đặc biệt thì không hề nhỏ. Và giờ đây anh hầu như không còn một đồng nào. Tiền điều trị cho đứa trẻ sau này còn chưa biết phải kiếm đâu ra. Lúc này không còn cách nào khác, khuôn mặt của những người quen biết lần lượt hiện ra trong đầu anh. Đây không phải là lúc giữ cái lòng tự trọng vớ vẩn của mình. Bạn cùng trường, rồi tiền bối, hậu bối, trong văn đàn, giám đốc nhà xuất bản, đồng nghiệp nơi làm việc. Dòng suy nghĩ của anh dừng lại ở Yeo Jin-hee. Rốt cuộc là anh đã ở đâu vậy? Tại sao điện thoại của anh lại không gọi được? Anh đã đi khá xa, ở đó không có sóng điện thoại, nên anh cũng đành tắt máy luôn. Dù xa đến mấy thì vẫn phải là nơi có người sống chứ. Chỉ cần anh có lòng thì khó đến đâu cũng có thể liên lạc được. Em biết rõ anh là người vô tâm, nhưng thế này thì thật là quá đáng. Anh không biết là em đã tìm anh như thế nào đâu. Em có điều muốn chuyển lời tới anh. Điều muốn chuyển lời?
Không biết gần đây anh có gặp mẹ Daum không? Gần đây thì không. Nếu vậy thì em phải nói với anh rồi. Mẹ của Daum đã tìm gặp em. Chị ấy nói là có việc vô cùng gấp và hỏi em có số điện thoại liên lạc của anh không. Em đã rất do dự không biết phải làm như thế nào. Em cũng không ưa gì chị ta. Em nghĩ bây giờ chị ta có hối lỗi thì cũng đã muộn rồi. Nhưng em cũng không biết lòng anh nghĩ ra sao. Rốt cuộc thì em đã cho chị ta số điện thoại của anh. Nếu là em thì chắc em sẽ không dây dưa với chị ta làm gì. Nhưng anh vốn là người nặng tình mà. Thế cũng tốt. Nói thế không có nghĩa là em ủng hộ suy nghĩ của anh đâu nhé. Anh hiểu chứ? Đương nhiên là anh hiểu. Cho Jin Hee đang trách móc anh. Không thể hoàn toàn rũ bỏ được quá khứ. Thật vậy sao? Chẳng lẽ có lúc anh rảnh rỗi đến mức có thể bị cuốn vào vấn vương với quá khứ hay sao? Suốt kể từ khi đứa trẻ bắt đầu chiến đấu với bệnh tật đến giờ. Giọng nói của Seo Jin Hee tiếp tục vọng tới từ đầu dây bên kia. Em đã đến nhà anh. Em còn sang cả ủy ban phường xác nhận xem anh có ở đấy không. Nhưng thật sự là anh đã bốc hơi không để lại một lời nào. Dù sao thì hai ngày sau mẹ Daum đã tìm đến em lần nữa. Chị ta nói không thể gọi được cho anh. Nên hỏi em có còn số điện thoại nào khác không. Nhưng phải biết thì em mới cho được chứ. Chị ta để lại số điện thoại cho em và nói nếu anh có liên lạc thì nhờ em nhắn giúp là có chuyện muốn bàn bạc về vấn đề của Daum. Em đọc cho anh nhé. Không biết liệu người vợ có chuyện gì muốn bàn bạc với anh về đứa trẻ cơ chứ? Chẳng phải cô đã muốn quên đi sự tồn tại của đứa trẻ hay sao? Cô quyết tâm đi theo con đường riêng của mình. Và thực tế thì cô đã làm như thế. Nếu bây giờ cô có ý định quay trở về tìm đứa trẻ, thì đúng như lời của Zhao Jin Hee nói, đó chỉ là một sự hối lỗi muộn màng mà thôi. Phải đến khi Zhao Jin Hee liên tục hối thúc thì anh mới lên tiếng. À không, không cần đâu. Dù sao thì chị ta cũng đã có thành ý tìm đến những hai lần. Chẳng phải là đáng ghi nhận hay sao? Biết đâu, lại thật sự có việc gì gấp. Em sẽ đọc cho anh. Nên anh ghi lại đi. Zhao Jin Hee đọc rành mạch từng con số. Mặc dù đã cố chối bỏ, nhưng các con số điện thoại vẫn ghim sâu vào trong óc anh. À, Daum thế nào rồi ạ? Anh có việc muốn nhờ em. Anh hít thật sâu, cố dẹp bỏ chút lòng tự trọng nằm dưới đáy, đang trực ngóc đầu dậy. Anh cần tiền, nếu Jin Hee cho anh mượn được thì tốt quá. Sau khoảng 5 giây im lặng, anh nghe thấy giọng của Zhao Jin Hee. Có chuyện gì với Daum hả anh? Nó đang ở bệnh viện, vì thế nên... Bị tái phát sao? Anh im lặng thay cho câu trả lời. Nghe như có tiếng thở dài vọng lại từ đầu dây bên kia. Anh cần bao nhiêu? Anh ngập ngừng, rồi nói ra con số tối thiểu anh cần lúc này, và không quên nói thêm. Không biết là anh có thể trả em được không nữa? Sẽ không có chuyện đó đâu. Dù có phải đi đến tận cùng trái đất, thì em cũng sẽ đuổi theo anh mà đòi. Em cần phải gặp anh ngay. Bây giờ anh đang ở đâu? Đúng như lời của Zhao Jin Yi nói, cô đã chạy đến bệnh viện ngay lập tức. Cô đang nóng lòng muốn gặp đứa trẻ, nhưng anh vẫn bảo cô phải đợi đến giờ thăm bệnh theo quy định của phòng chăm sóc đặc biệt. Nếu có thể thì anh không muốn cô nhìn thấy tình cảnh của đứa bé lúc này. Đó cũng là tâm tư của người cha. Nhưng với sự tháo vát của một nhà báo, Zhao Jin Yi chẳng mấy khó khăn đã đẩy thời gian thăm bệnh lên sớm trước 3 giờ đồng hồ. Trước đứa trẻ, Zhao Jin Hee luôn giữ một vẻ mặt tươi vui. Cô cứ trêu đùa hết câu này đến câu khác, dù đứa trẻ không thể đáp lại. Nhưng vừa ra khỏi phòng bệnh, mắt cô đã đỏ hoe từ lúc nào. Có lẽ tình cảnh không thể nhìn và cũng chẳng thể nói được của đứa trẻ làm cô đau lòng. Họ cầm cốc cà phê giấy rồi đi ra khỏi khu tòa nhà của bệnh viện, tiến về phía hàng ghế ở trước nhà thờ. Zhao Jin Hee lấy trong túi sách ra một chiếc khăn mùi xoa, phủ lên mặt. Lát sau, vai cô bắt đầu rung lên. Không biết phải làm sao, anh đưa mắt nhìn về phía vạt núi chiếc, u ám rồi nhả khói thuốc. Bầu trời xanh trong và mặt trời vẫn còn cách đằng tây cả một quãng đường dài. Nhưng vầng trăng ban ngày đã vội vã đổ xuống vạt núi. Trăng đầu mùa giống như khuôn mặt trắng bệch của đứa trẻ, toát lên vẻ vụng về và buồn bã. Thật chẳng hài hòa với bầu trời trong xanh và ánh nắng lấp lánh bao quanh. Zhao Jin Hee vẫn chưa ngừng khóc. Người ta nói rằng khi phụ nữ khóc thì đừng ngăn cản, vì như thế chỉ thêm dầu vào lửa. Khi phụ nữ khóc cũng đừng hỏi lý do tại sao, vì nhiều khi ngay cả bản thân phụ nữ cũng không hiểu vì sao mình khóc. Nhưng Zhao Jin Hee nói cô khóc vì đứa trẻ tội nghiệp quá.
Sau khi hỏi anh rằng sau này định sẽ thế nào, cô lại khóc. Cuối cùng cô vừa khóc vừa nói rằng vì anh mà cô đau lòng. Hóa ra trên đời này vẫn còn có người khóc vì mình, vì kẻ cô độc như anh và đứa trẻ. Anh đã cố lờ đi, nhưng Giao Xin Hy vẫn cứ khóc vùi. Anh đành nhìn chân chân về phía vầng trăng ban ngày. Đó là vầng trăng ngày thiếu đi ánh sáng và chẳng được ai quan tâm để ý. Vì thế anh mới dấy lên ý nghĩ, dù chỉ có một mình thì chỉ ít anh cũng phải ngắm nhìn vầng trăng ấy. Trong thời gian vừa qua, anh đã ở đâu và sống thế nào? Anh trả lời thành thật những câu hỏi ấy. Đó là một câu chuyện dài. Giao Xin Hy cứ chốc chốc lại thở dài, nhưng cũng đã lặng nghe hết câu chuyện. Anh có cảm giác như đang ngồi trước gương và nói chuyện với chính mình. Vì thế nên anh không cần thêm mà cũng chẳng nhất thiết phải giấu giếm hoặc bớt đi chi tiết nào cả. Im lặng một hồi lâu, Giao Xin Hy cất tiếng hỏi, sau này anh định như thế nào? Chỉ cần điều trị xong bệnh viêm phổi cho Đao Um thì anh sẽ quay trở lại nơi đang sống. Về nơi khỉ ho cò gáy ấy sao? Nơi đó rất tốt. Khi nào Jin Hy cũng đến đó đi, chắc là em sẽ thích ngay đấy. Anh định sẽ sống như một kẻ từ bỏ thế gian thật sao? Thực lòng anh muốn thế sao? Sống trong núi cũng là một cách sống mà. Em biết là cho đến bây giờ, vì đã ôm, anh đã cố gắng nhiều thế nào, đến mức người khác phải đau lòng ấy. Có lẽ trên đời này không có người bố nào làm được như anh đâu. Nhưng em không thể nào hiểu được hành động của anh bây giờ, hoàn toàn không giống anh chút nào. Sau khi uống một hơi hết cốc cà phê đã nguội lạnh, anh lại đốt thuốc. Trước khi châm lửa, anh nghe thấy giọng Giao Xin Hy nói nhanh và dứt khoát. Tiền bối, anh hãy nói thật lòng đi. Thật sự là anh có thể từ bỏ Đa Uông sao? Em muốn hỏi anh là anh định cứ để Đa Uông chết ở cái nơi khỉ ho cò gáy đấy sao? Chẳng lẽ anh muốn như thế? Chẳng lẽ quyết định như thế với anh dễ dàng lắm sao? Nhưng chẳng phải là không còn cách nào khác hay sao? Anh đã muốn hỏi lại như thế, nhưng rồi lại lựa chọn im lặng và tiếp tục đốt thuốc. Em xin anh hãy quay về Seoul đi, chúng ta sẽ bắt đầu lại. Anh không thấy uất ức hay sao? Đó chỉ là bước đầu tiên trong tất cả những cung bậc cảm xúc mà anh đã trải qua. Như thể thanh sắt nung đỏ lửa, bị búa mãi lện xuống. Dù cho có uất ức đè nén, chồng chất thì đến một lúc nào đó cũng sẽ trở thành mất cảm giác. Nếu là vì tiền viện phí thì em sẽ cố giúp. Cảm ơn em, nhưng không phải vì tiền viện phí. Việc điều trị ở bệnh viện giờ đây không còn ý nghĩa gì nữa cả. Ý anh là anh không muốn hành hạ Đa Ung bằng việc điều trị ung thư kinh khủng ấy thêm nữa. Thật lòng đấy, chỉ cần biết là có thể chữa khỏi cho Đa Ung thì cho dù cuộc điều trị có khắc nghiệt hơn thế nữa, anh cũng sẽ không ngần ngại. Nhưng biện pháp cuối cùng mà bệnh viện đưa ra cũng đã thành vô vọng rồi. Khi đó anh đã nghĩ xem anh và Đại Ôm còn lại những điều gì? Điều mà anh và Đại Ôm có thể làm là gì? Nói rồi anh lại hướng về phía vầng trăng ban ngày trắng sáng nhợt nhạt mà nhả khói. Giao Xin Hy im lặng cho đến khi anh hút thuốc xong rồi hỏi, anh đã gọi điện thoại cho mẹ Đại Ôm chưa? Chưa. Anh thử liên lạc xem thế nào, vì chị ấy nói rằng có việc muốn bàn bạc vấn đề của Đao Um mà. Liệu biết đâu đó, biết đâu mẹ Đao Um lại có cách nào thì sao? Không có chuyện có cách gì được đâu. Và kể từ sau khi nói chuyện điện thoại với Giao Xin Hy, anh đã không ngừng suy nghĩ rằng rốt cuộc sự xuất hiện của người mẹ có ý nghĩa gì với đứa trẻ. Nếu chỉ mang đến những lúng túng và xáo trộn thì anh lo không biết đứa trẻ có thể dàn xếp ổn thỏa những cảm xúc trong thời gian còn lại dành cho nó không. Ngược lại, nếu điều đó chỉ khơi lại nỗi đau trong quá khứ, thì có lẽ đứa trẻ nên quên đi sự tồn tại của mẹ nó là tốt hơn. Như lâu nay vẫn vậy. Nếu anh không liên lạc thì em sẽ gọi. Anh sẽ coi như không nghe thấy em nói vậy. Jeong Da-um, bố đã từng nói về cái tên của tôi. Đó là khi tôi vào học cấp 1, lũ bạn thường lấy cái tên của tôi ra để chế giễu. Tôi đã hỏi bố tại sao nhất định phải đặt cho tôi cái tên dễ bị trêu đùa như thế. Đó là một cái tên có ý nghĩa rất đẹp đấy con ạ. Con người đúng nghĩa, đẹp đúng nghĩa, tình cảm đúng nghĩa, nó mang tất cả những ý nghĩa này đấy. Tức là làm gì cũng làm cho đúng nghĩa, cho trọn vẹn, đúng nghĩa. Đó chính là tên của con đấy.
Vì thế trong cái tên của tôi có chứa đựng cả niềm mong mỏi của bố. Niềm mong mỏi rằng con trai của bố sẽ sống như một người đúng nghĩa, sống đẹp và tình cảm. Sống đúng nghĩa con người, sống đẹp và tình cảm có nghĩa là gì nhỉ? Khó hiểu ghê. Nhưng có một điều tôi biết chắc là tôi không thể ở lì trong phòng chăm sóc đặc biệt này mãi được. Tôi không còn là con người nữa mà đã trở thành một con robot bị hỏng. Để sửa chữa robot thì phải kết nối đủ loại dây dợ chằng chịt khắp nơi mà. Cơ thể của tôi bây giờ cũng thế. Hai bên cánh tay, lỗ mũi, ngực, cả quả ớt của tôi nữa. Và giống như một con robot bị hỏng. Dù đau đớn cũng không thể nói ra. Tôi cũng đang đau đến chết mất. Nhưng lại chẳng thể nói được gì. Tôi đang trần như nhộng. Không phải chỉ tôi đâu. Mà cả bà cụ ở bên giường bên cạnh. Bác ở phía bên kia. Rồi cả em bé mới sinh nằm ở góc phòng nữa. Chỉ cần kéo chăn xuống là ai nấy đều ở trần như nhau. Ở trần như thế này thì cũng có khỏe được hơn đâu. Mà tại sao họ lại bắt chúng tôi trần nhồng nhộng thế này nhỉ? Khi ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, tất cả đều phải trần truồng hết. Chắc là cái quy tắc này cũng do bệnh viện họ tự đặt ra ấy chứ. Nếu như vậy thì cả chị y tá rồi bác sĩ nữa cũng phải cởi trần hết thì mới công bằng chứ. Dù sao thì tôi cũng không vui chút nào, xấu hổ chết đi được. Khác hoàn toàn với cái tên đầy ý nghĩa của tôi. Dù sao thì cũng thật may, từ sáng nay mắt tôi đã bắt đầu nhìn lại được. Tôi bắt đầu nhìn thấy mờ mờ, như khi nhìn qua cửa kính bám bụi lâu ngày không được lau chùi ở lớp học trong môi trường bỏ hoang trong làng ấy. Thật là vui, bố nói quả không sai. Tôi đã cố gắng chịu đựng và nhịn không tìm cách nhìn theo đúng lời bố dặn mà. Tôi đã đếm ngón tay chờ đợi đến thời gian gặp mặt vào buổi sáng. Vì tôi muốn cho bố biết tin vui, tôi vẫn chưa nói được. Như thể có một cái nắp to đùng chặn cứng ở cổ họng. Nhưng nói bằng lời đâu phải là cách duy nhất để thể hiện ý nghĩ của mình. Trong lúc đợi bố, tôi lại luyện tập. Tôi thử đảo con ngươi từ bên này sang bên kia. Lạ là càng tưởng tượng đến dáng vẻ vui mừng của bố, mắt tôi lại càng nhìn rõ hơn thì phải. Vì thế nên tôi lại càng chăm chú. Vì thế nên tôi lại càng chăm chỉ luyện tập hơn. Nhưng cuối cùng thì tất cả lại thành công cốc. Tôi đã ngủ quên mất như một tên ngốc. Vì thế nên tôi đã lỡ mất cơ hội làm bố vui. Cơn giận của tôi bốc lên đến tận đỉnh đầu. Lẽ ra bố phải đánh thức tôi dậy chứ. Khi đó tôi sẽ mở to mắt lấp lánh nhìn bố và nói chuyện thật nhiều với bố. Nhưng bố lại chỉ nhìn tôi rồi để phí mất thời gian gặp mặt. Thật sự là tôi nhớ bố đến phát điên. Tôi còn có cảm giác là như đã quên sạch khuôn mặt của bố rồi. Sau khi tỉnh lại, cứ một ngày hai lần tôi được gặp bố. Nhưng mà tôi không thể nhìn bố. Chỉ được nghe giọng bố thôi. Chẳng khác nào mới gặp được một nửa. Thậm chí còn không được một nửa ấy chứ. Vì bố vốn là người ít nói mà. Mà dù con nói thì bố cũng không thể hiện được hết suy nghĩ trong đầu ra ngoài đâu. Thế nên để biết được suy nghĩ của bố thì nhất định tôi phải nhìn khuôn mặt bố cơ. Tôi không biết đã nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt mấy ngày rồi. Ngày hôm kia có cô Jin Hee, rồi ngày hôm qua thì có cụ Sakaron đến thăm tôi. Hôm nay không biết là ai sẽ đến nữa nhỉ? Giá mà Elmi đến thì thật là thích. Nhưng có lẽ tôi không nên mong đợi vào điều kỳ diệu đó thì hơn. Nếu mà tôi đang ở Seoul thì điều đó còn có thể. Tôi còn phải ở đây bao lâu nữa nhỉ? Tôi đã tỉnh lại rồi. Lồng ngực cũng không còn đau như mảnh thủy tinh cứa vào nữa. Nhưng tại sao lại không chuyển tôi sang phòng bệnh bình thường nhỉ? Bố cũng nói cho tôi biết, mà tôi thì lại đang câm như hến, không thể hỏi được gì. Tôi ghét bệnh viện, lại càng ghét cái phòng chăm sóc đặc biệt. Tất cả mọi thứ ở đây đều không ưng chút nào. Ở đây tôi có cảm giác cơ thể mình như một mảnh giấy bị vò nát rồi nhét vào trong vỏ trứng ấy. Thật là khó chịu. Thời gian trôi qua lề mề vô cùng. Không biết có phải người ta đóng đinh vào kim đồng hồ hay không, mà một ngày dài như thể là một tháng ấy. Ngoài thời gian gặp mặt thì tôi chẳng được nghe thấy tiếng người, chỉ có tiếng tút tút tít tít liên tục của các thiết bị mà thôi. Và ở đây làm tôi nghĩ tới Seng Hu không ngớt. Có phải tôi cũng sẽ chết như Seng Hu không? Có phải tôi cũng sẽ làm cho bố buồn giống như Seng Hu đã làm cho mẹ cậu ấy buồn không? Tôi có một bộ từ điển bách khoa khoa học mà tôi vô cùng quý. Trong 12 cuốn thì cuốn thứ 8 là viết về các loài cá. Ở đó có một loài cá nhỏ tên là
Cá gai. Cá gai là một loài cá rất kỳ lạ. Cá gai mẹ sau khi đẻ trứng thì bỏ đi đâu mất. Cứ như thể là quả trứng đó ra sao cũng không liên quan gì đến nó vậy. Rốt cuộc chỉ còn lại cá gai bố chăm sóc lứa trứng. Cá gai bố sẽ liều mình chiến đấu với các loài cá khác. Nếu chúng định ăn mất trứng, cá gai bố không ăn, không ngủ mà chỉ chăm sóc bảo vệ trứng. Rồi trứng vỡ ra, đám cá con lớn nhanh như thổi. Và cuối cùng đám cá gai con lại bỏ rơi cá gai bố. Và cứ thế đi theo con đường riêng của chúng. Sau khi cá gai con bỏ đi hết, còn lại một mình cá gai bố, liền đâm đầu vào giữa khe đá mà chết. Vì sao mà cá gai bố lại chết nhỉ? Nội dung đó thì không được giải thích ở trong sách. Nhưng chẳng phải lý do đã rõ ràng rồi hay sao? Con cá gai lúc nào cũng làm tôi nghĩ đến bố. Thế nên mỗi khi giở đến trang sách có con cá gai, nỗi buồn lại dâng lên trong lòng tôi như những đám mây đen. Ôi, bố cá gai của tôi. Bố nói với tôi rằng mọi khó khăn vất vả đã qua hết rồi. Tôi chỉ nhập viện vì bị cảm thôi. Và chỉ cần tôi khỏi cảm là chúng tôi sẽ quay về Saragon. Nhưng không lẽ vì cảm mà tôi lại phải vào phòng chăm sóc đặc biệt hay sao? Nếu có thể nói được thì tôi sẽ hỏi ngay. Còn bệnh máu trắng thì sao? Ngày trước khi điều trị vì đau quá, có lúc tôi muốn chết đi cho xong. Thực lòng thì tôi đã cầu nguyện như thế với Chúa Giêsu. Nhưng khi ở Saragon, tôi lại thay đổi suy nghĩ. Trong thời gian ở đó, tôi chưa một lần có ý định muốn chết. Tôi đã sống rất hạnh phúc và khuôn mặt bố lúc nào cũng tươi sáng như ánh mặt trời. Liệu có phải bệnh máu trắng của tôi đã tái phát rồi không? Và đến cùng bố sẽ không nói cho tôi đâu. Như có bí mật gì lớn lắm ấy. Vì bố tuyệt đối không bao giờ nói ra những điều có hại cho tôi. Nhưng tôi đã biết cả rồi. Bởi vì cảm giác trong cơ thể tôi bây giờ gần giống với khi bệnh tái phát ngày xưa. Chắc là tôi sắp phải chịu đựng quá trình điều trị kinh khủng. Nếu bệnh cứ tái phát thì khả năng sống sót của tôi sẽ càng giảm. Nhưng mà tôi muốn sống. Chỉ cần được sống thì dù có phải uống thuốc hay là tiêm, tôi cũng tự tin là mình chịu được hết. Có phải là thời gian qua tôi đã lớn lên rất nhiều không nhỉ? Dù sao thì tôi cũng đã muốn sống. Và nếu được sống hạnh phúc như ở Saragon thì tốt biết mấy. Nếu thế thì khuôn mặt bố cũng sẽ luôn rạng rỡ. Nếu vậy thì tôi cũng sẽ không phải lo lắng rằng bố sẽ trở thành cá gai bố nữa. Tôi vừa mơ, nhưng trong giấc mơ của tôi cũng biết là mình đang mơ. Trong giấc mơ, Sang-ho mặc áo trắng đang vẫy tay gọi tôi. Đứng bên cạnh Sang-ho là mẹ cậu ấy, cũng đang vẫy tay về phía tôi như là Sang-ho. Thấy cậu ấy tôi rất vui, nhưng không muốn đi về phía đó. Tôi sợ rằng nếu bước về phía đó, thì tôi sẽ không quay trở lại được nữa. Sao tôi có thể đi được chứ? Nhưng rồi, chẳng phải là chân tôi cứ đang tự di chuyển hay sao? Cứ thế, cứ thế. Bố ơi, bố ơi. Nhưng ở trong mơ mà giọng nói của tôi cũng không thể thoát ra ngoài dù chỉ một lời. Tôi nghĩ rằng không có cách nào ngoài việc phải tỉnh dậy thật nhanh. Da-u mà, giọng nói của mẹ và khuôn mặt của mẹ ở gần đến mức chạm vào mặt tôi. Chưa kịp tỉnh khỏi cơn mơ, tôi đã lại chìm vào một giấc mơ khác. Giống như một củ hành tây tách vỏ rồi lại tách vỏ tiếp mà vẫn không thấy lõi bên trong đâu. Tôi rất sợ hãi rằng nếu như tôi không thể tỉnh dậy khỏi giấc ngủ mà cứ mơ mãi thì phải làm thế nào? Mẹ xoa tay tôi rồi nói, Da-u mà, mẹ đây. Tôi gắng hết sức nhắm mắt lại rồi lại mở ra. Mấy lần nhắm rồi lại mở. Hình ảnh của mẹ vẫn không biến mất. Tôi còn có cảm giác rất rõ là mẹ đang nắm chặt lấy tay tôi. Và ôi, tôi còn nhìn thấy bố đứng đằng sau mẹ nữa. Tim tôi đập loạn xạ, giống như bảy chú lùn trong nào bạch tuyết và bảy chú lùn đang nhảy breakdance ở trong tim tôi vậy. Rồi tôi lại có cảm giác như ai đó đang cố đẩy một suy nghĩ lạnh lẽo hơn cả đá vào sâu mãi trong cái túi đựng suy nghĩ của tôi. Mẹ đã đến đi rồi, mẹ đến rồi. Đúng vậy, hóa ra là mẹ đến rồi. Vậy thì sao chứ? Tôi không biết nữa, mẹ đến để làm gì? Mẹ gọi tên tôi rồi khóc. Dù thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không biết tại sao mẹ lại khóc nhỉ? Tôi ấy à, tôi biết rõ tôi là đứa hay khóc. Chỉ cần câu chuyện trong sách hơi buồn một chút, hay chỉ cần nhìn người khác khóc là tôi cũng đã khóc. Nước mắt ròng ròng theo ngay. Nhưng mà lần này tôi sẽ không khóc đâu. Chẳng phải mẹ đang ở Pháp hay sao? Vì nước Pháp và vẽ tranh là quan trọng nhất với mẹ mà. Nhưng mà tại sao
Và làm sao mẹ biết mà tìm đến đây? Có phải bố đã nói cho mẹ biết không? Đa Um à, con có nhìn thấy mẹ không? Con có nghe thấy mẹ nói không? Nếu nghe thấy thì con hãy thử nói gì đi chứ. Bỗng nhiên tôi lại thấy rằng hóa ra không nói được cũng hay. Tôi biết phải nói gì với mẹ bây giờ. Tôi chẳng có gì để nói cả. Có lẽ mẹ cũng chẳng có gì để nói với tôi. Vì mẹ hầu như chẳng biết gì về tôi cả. Tôi đã sống như thế nào? Tôi đã nghĩ gì về mẹ? Nước Pháp quả là một đất nước thật xa xôi. Và dù mẹ đã trở về từ một nơi xa xôi như thế, nhưng tôi chẳng hề mừng rỡ. À không, tôi thấy không vui chút nào. Mới khi nào mẹ rời bỏ bố con tôi, rồi ra đi cơ mà. Vẫn biết mẹ thường hay làm theo ý mình. Nhưng chẳng phải là ít nhất một lần mẹ cũng nên thấy mình đã thật quá đáng đi chứ. Con ghét mẹ lắm phải không? Bố thì sao? Bố có ghét mẹ nhiều không nhỉ? Tôi nhìn bố và hỏi bằng mắt. Đúng như là luyện tập, tôi thử đảo con ngươi sang chỗ này chỗ kia, nhưng mà bố lại chẳng nhận ra. Sao mà bố cứ đứng phía sau mẹ thế kia cơ chứ? Tôi chỉ muốn gặp bố thôi, nhưng lại còn phải gặp cả mẹ nữa. Con hãy tha thứ cho mẹ, mẹ đã không có cách nào khác cả. Đột nhiên tôi thấy khó chịu nơi cuống họng và bật ho. Khụ khụ khụ. Thấy tôi ho không dứt, bố liền xoa cổ cho tôi. Bố biết cách làm cho tôi dừng ho mà. Bố biết hết mọi thứ về tôi, còn mẹ thì đương nhiên là không biết chút gì về tôi cả. Bàn tay bố lúc nào cũng ấm áp. Người ta nói rằng nhiệt độ của mọi người đều giống nhau hết. Nhưng tại sao người này thì có bàn tay ấm áp, người kia lại có bàn tay lạnh lẽo nhỉ? Liệu có phải giữa hai bàn tay và trái tim có một con đường bí mật nối với nhau mà tôi không biết hay không? Tôi rút bàn tay phải, đang bị mẹ nắm lấy để đưa về phía bố. Nếu mà mẹ hiểu được đó chính là lòng tôi thì tốt biết mấy. Nhưng lần này thì bàn tay trái của tôi lại bị mẹ nắm lấy. Nếu như thời gian gặp mặt trôi qua thật nhanh thì tốt biết mấy. Tôi thấy hơi có lỗi với người mẹ trở về từ nơi xa. Nhưng mà mẹ mới phải là người có lỗi với tôi mới đúng chứ. Mẹ chấm nước mắt bằng khăn mùi xoa rồi lại nhìn chằm chằm về phía bố và nói. Cái con người như anh, rốt cuộc là anh làm được gì cơ chứ? Sao anh lại làm cho nó thành ra như thế này? Nước miếng dồn ứ lại trong miệng tôi, như cái vòi nước vậy. Khục khục, tôi nuốt nước bọt, rồi chờ câu trả lời của bố. Tôi đã nghĩ rằng chắc chắn bố sẽ nổi giận. Bố sẽ nhìn thẳng vào mặt mẹ và nói. Nhưng bố lại chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt thẫn thờ. Ôi trời ạ, miệng tôi tự nhiên bật ra một tiếng thở dài. Tại sao việc tôi đau ốm lại do bố cơ chứ? Mẹ chẳng biết gì lại còn. Thật là khó chịu. Tôi thấy khó chịu với cả bố nữa. Sao bố lại cứ im lặng như thể bố là người có lỗi vậy? Tôi mở mắt thật to, cố gắng gửi tín hiệu về phía bố. Giống như anh chan hô, nhận ám hiệu từ cầu thủ bắt bóng, rồi nhanh chóng tung ra cú ném bóng đầy sức mạnh. Tôi đang mong cú ném bóng của bố sẽ đánh bật mẹ ra. Nhưng có những cầu thủ dù đã bắt trượt bóng tới 3 lần và bị loại khỏi sàn nhưng vẫn lớn tiếng với trọng tài. Biết đâu mẹ cũng thế. Bố im lặng rồi cúi đầu nhìn vào mắt tôi. Con có nhìn thấy bố không? Bây giờ đó không phải là điều quan trọng đâu bố ơi. Con thấy bố thật chứ? Tôi không có cách nào khác ngoài gật đầu. Khuôn mặt của bố sáng bừng lên, như thể cùng một lúc có cả 10 chiếc đèn huỳnh quang chiếu rọi. Con có nhìn thấy rõ không? Tôi lại gật đầu và bố hỏi tiếp. Con có nhìn thấy mẹ không? Tôi đã không nhìn về phía mẹ. Tôi cũng chẳng gật đầu. Thực lòng mà nói thì tôi không muốn chút nào cả. Không hề, hoàn toàn không. Chắc là anh vui lắm. Đó là câu đầu tiên mà người vợ thốt ra sau khi ra khỏi phòng bệnh của đứa trẻ. Anh đuổi theo sau người vợ và nói. Em nói thế là ý gì? Trong thời gian không có tôi, anh đã lôi kéo triệt để Đa Um về phía mình rồi đấy nhỉ? Nó thậm chí còn không muốn nhìn tôi nữa. Người mẹ sau 4 năm trời mới gặp lại. Chúc mừng anh. Có vẻ như anh đã phục thù thành công rồi đấy. Phục thù ư? Anh vội vàng giật lấy cánh tay người vợ. Người vợ dừng bước, lạnh lùng hất tay anh ra, rồi hếch cằm lên, bảo anh. Anh có điều gì muốn nói, cứ việc nói. Có lẽ là do Đa Um bị bất ngờ, nên nó mới thế. Biết đâu vì đã lâu quá mới gặp mẹ, nên nó không biết phải làm sao. Em đừng suy nghĩ lệch lạc như thế. Xem ra anh vẫn điềm tĩnh đến phát sợ như xưa nhỉ.
anh không thay đổi một chút nào cả. Ý anh là em hãy hiểu cho tâm tư của Đa Ôm. Tâm tư của tôi thì sao? Ý anh là anh không quan tâm đến tâm tư của tôi chứ gì? Em biết là anh không có ý đó cơ mà. Anh nghĩ rằng trong thời gian xa cách con, tôi sống dễ dàng lắm sao? Anh không nói thế. Người vợ nhìn anh chằm chằm với cái nhìn lạnh nhạt rồi quay lưng đi về phía sảnh. Anh nhìn theo bước chân vội vã của người vợ bỏ đi xa dần, rồi cũng khẽ thì thầm một mình. Em cũng không thay đổi gì cả, đúng như anh đã nghĩ. Người vợ đang bước đi trên con đường của cô. Dù đã rất nhiều ngày tháng đã trôi qua, thì đứa trẻ và anh vẫn không thể trở thành người đồng hành với cô. Xem ra, Gieo Chin Hee đã vất vả vô ích rồi. Người vợ dừng bước, anh ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Park In-seok đang chìa tay về phía anh rồi tiến đến. Bỗng trong anh lại dấy lên một ý nghĩ vô vị rằng không biết chiếc mũ beret Park In-seok đang đội trên đầu có phải là chiếc mũ lần trước hay không. Sau khi cả hai bắt tay nhau, Park In-seok đã mở lời trước. Chúng ta nên kiếm một chỗ nào yên tĩnh để nói chuyện thì hơn nhỉ? Ở đây anh chỉ biết có một chỗ yên tĩnh duy nhất. Nên anh đi trước về phía chiếc ghế đá đặt trước nhà thờ. Park In-seok và người vợ ngồi cạnh nhau, còn anh chọn ngồi kế bên. Ở giữa họ có một khoảng trống khá rộng cỡ hai người có thể ngồi vừa. Một khoảng lặng gượng gạo trôi qua. Anh đưa mắt nhìn theo sườn núi Chi Ác buồn thảm. Mặt trăng ban ngày mà anh đã thấy từ hôm kia giờ đã bỏ ra khỏi sườn núi và đang chiếu xuống những vệt sáng thật dài. Người vợ nhìn theo, Park In-seok đang châm lửa vào tẩu thuốc rồi mở lời. Sau khi anh đi khỏi buổi triển lãm, tôi đã tìm đến bệnh viện, nhưng hóa ra anh đã cho thằng bé xuất viện. Rõ ràng anh đã nói rằng sau 3 ngày nữa đứa trẻ sẽ xuất viện, và thậm chí còn cố đợi thêm 2 ngày nữa. Nhưng anh im lặng đợi cho người vợ nói hết. Tôi đã gặp trưởng khoa Min. Theo lời của trưởng khoa Min thì lẽ ra lúc đó thằng bé chưa được xuất viện. Nhưng anh cứ nhất quyết đòi xuất viện. Tại sao thế? Anh phải giải thích sao? Tôi là mẹ của thằng bé, đương nhiên tôi phải được biết. Con tôi bị người ta đối đãi như thế nào rồi? Tôi nói sai sao? Anh không muốn Đa Ôm phải khổ sở về những cuộc điều trị không còn hy vọng nữa. Chỉ thế thôi. Anh không biết em có biết hay không, nhưng điều trị chống ung thư kinh khủng hơn tưởng tượng rất nhiều. Vì thế sao? Vì kinh khủng nên anh đã có suy nghĩ để mặc cho con chết hay sao? Anh thật là không thể nào hiểu nổi. Chẳng phải anh đã nói là không thể sống thiếu thằng bé hay sao? Một con người như thế, tại sao lại cố chấp bắt thằng bé xuất viện cơ chứ? Anh không mong là em hiểu, nhưng lúc đó không còn cách nào khác. Bây giờ, nếu quay trở lại tình cảnh lúc ấy, thì anh cũng sẽ không thể có cách lựa chọn nào khác. Làm sao anh để con ra nông nỗi này, rồi buông một câu vô trách nhiệm như thế được? Người vợ đột nhiên hét lớn và run người giận dữ. Park In-seok nắm lấy tay người vợ rồi chen vào. Ý của cô ấy là việc anh quyết định xuất viện thật vội vàng. Thời gian vừa qua chúng tôi đã tìm đủ mọi cách để lần tìm theo tung tích của anh. Chúng tôi đã phải lùi lại cả thời gian về nước. Người vợ lắc đầu thật mạnh rồi nói, không cần phải nhiều lời, anh hãy chuyển đứa trẻ lên Seoul ngay đi. Không, anh không muốn như vậy. Người vợ đứng phắt dậy rồi hét lên, nếu anh không muốn làm thì tôi sẽ làm. Từ giờ anh hãy buông đứa trẻ ra. Anh là người không có tư cách làm bố. Ơ kìa, em đừng hành động theo cảm tính như vậy. Park In-seok nói rồi nắm lấy cánh tay của người vợ, kéo cô ngồi xuống. Anh nhìn lên bức tranh thiếu hài hòa, vầng trăng ngày giữa bầu trời mùa thu rồi thở dài. Câu nói của người vợ cứ lởn vởn bên tai anh. Anh là người không có tư cách làm bố. Anh thậm chí còn chẳng hề giận dữ. Ngược lại anh chỉ thấy tuyệt vọng. Không phải về người vợ mà về chính mình. Giá như anh là một người bố tốt, anh đã không muốn trở thành giống như người bố đã từng đặt nắm thuốc chuột vào tay anh. Nhưng rốt cuộc thì xem như anh vẫn trở thành ông bố không đủ tư cách. Đứa trẻ đang chết dần chết mòn, còn anh chỉ là một người bố vô dụng, không có cách nào khác ngoài đứng nhìn bất lực. Anh Jill, Park In-seok ngập ngừng giây lát rồi nói, tuy tôi là người thứ ba không có tư cách gì can dự vào chuyện của đứa trẻ, nhưng có vẻ như anh nên chuyển thằng bé đến bệnh viện ở Seoul như lời cô ấy thì hơn. Đa Ôm được điều trị ở Seoul rồi, nhưng cũng chỉ thế thôi, không có cách nào cả. Người vợ tiếp lời thay cho Park In-seok. Phải có cách thì tôi mới bảo anh chuyển viện cho nó chứ. Anh nhìn chằm chằm người vợ, còn giọng nói của Park In-seok thì đóng đinh vào tai anh,
như thể một mũi tên rẽ không trung bay đến. Đã có người hiến tủy, vì thế nên chúng tôi mới cố gắng tìm anh. Anh nhìn người vợ và lắp bắp mở lời. Họ nói là không có mẫu tủy thích hợp cơ mà. Họ đã tìm được mẫu tủy thích hợp ở Hiệp hội Tủy sống Nhật Bản. Trưởng khoa Min đã nói, đây đúng là kỳ tích, rằng mẫu tủy sống đó khớp với thằng bé một cách hoàn hảo, như anh chị em ruột. Họ gọi cái đó là gì ấy nhỉ? Anh tiếp lời câu nói của Park In-suk, hệ kháng nguyên bạch cầu người phù hợp. Đúng vậy, vì thế nên chúng ta phải nhanh lên. Park In-suk vừa nói dứt lời thì người vợ thêm vào. Nếu anh không hấp tấp cho thằng bé xuất viện trước ngày rằm, thì chắc giờ đã gây ghép tủy xong rồi. Giờ anh đồng ý rồi chứ, rằng anh không đủ tư cách làm bố. Anh nhắm chặt mắt lại. Anh có cảm giác như thể hàng trăm hàng nghìn bông pháo đang nhất loạt nổ tung trước mắt. Vẫn chưa thể mở mắt ra nổi. Anh lắp bắp hỏi người vợ. Chắc là chưa quá muộn chứ. Vì thế tôi mới phải nói nhanh lên trước khi quá muộn.